Xin chào mọi người nha, rất vui được lại mọi người. Mình là Kiệt, đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ. Ngày 14 tháng 10 vừa qua thì bên Hyundai Thành Công Việt Nam đã cho ra mắt dòng mẫu Anew Elantra thế hệ mới ha. Và trong đó Anew Elantra sẽ bao gồm tùy chọn 4 phiên bản. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người là phiên bản thấp nhất, hay còn gọi là bản tiêu chuẩn ha, Elantra 1.6 AT tiêu chuẩn. Và với dòng Elantra này hiện tại đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo bên mình, và màu của nó sẽ là màu trắng ha. Ngoài màu trắng ra thì Elantra còn có thêm tùy chọn 5 màu khác ha quý anh chị có thể tham khảo thêm, như là màu đỏ này, màu xanh này, màu đen này, màu xám kim loại này, rồi màu ghi vàng. Tổng cộng sẽ có là 6 màu ha quý anh chị. Còn về giá thì đối với bản tiêu chuẩn này sẽ có mức giá là 599 triệu ha quý anh chị. Và nếu như anh chị mua xe trong tháng 10 này thì sẽ được hỗ trợ cái chương trình khuyến mãi từ đại lý, là tặng cho anh chị cái camera hành trình và cái lót sàn ha. Lót sàn là mình sẽ lót toàn bộ cái phần sàn xe lại để cho việc không có bị thấm nước ha. Và về mức giá lăn bánh thì nếu như anh chị mua xe với hình thức là mình mua tiền mặt á, thì cái mức lăn bánh dành cho mẫu Elantra phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn này sẽ có mức giá là 663 triệu ha quý anh chị. Còn trường hợp mà anh chị mua vay á, thì nếu như anh chị mình vay thì ở mức là khoảng 85% giá trị xe, và anh chị trả trước khoảng 15% còn lại, thì anh chị trả trước tầm khoảng là 166 triệu. Thì cái này là mình tính cho vay khoảng 8 năm. Còn mức góp hàng tháng thì nó tầm khoảng là 9 triệu mai ha quý anh chị, là bao gồm tiền gốc cộng với tiền lãi luôn. Khi quý anh chị mua xe thì sẽ được hưởng chính sách bảo hành từ nhà máy là 5 năm hoặc là 100.000 cây. Anh chị ở miền Tây thì hiện tại đã có 10 trên 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đã có đại lý Hyundai rồi. Thành ra là anh chị rất là an tâm trong quá trình anh chị di chuyển và lưu thông trên đường. Hyundai còn hỗ trợ khách hàng về hệ thống app Hyundai Mi để giúp cho việc anh chị mình tham khảo về lịch bảo dưỡng này, giá bảo dưỡng và các thông tin khác như là sách hướng dẫn sử dụng đều tích hợp sẵn trên app Hyundai Mi, để giúp cho anh chị mình có thể rất là tiện để theo dõi cũng như là đặt lịch hẹn bảo dưỡng, sửa chữa hay là làm bảo hành của xe của mình ha. Và tiếp sau đây là mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị dòng Elantra phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn đang có mặt tại đại lý Hyundai Tedo bên mình. Tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người về chi tiết mẫu Elantra phiên bản 1.6 AT dòng tiêu chuẩn. Và Elantra phiên bản 1.6 AT dòng tiêu chuẩn này sẽ có mức giá là 599 triệu ha quý anh chị. Và nói một tí về mẫu Elantra thế hệ mới thì Elantra này là thế hệ ở thứ 7. Và khi mà phân phối tại thị trường Việt Nam thì mẫu Elantra này có tùy chọn tổng cộng đến 4 phiên bản lận. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người là bản tiêu chuẩn ha. Và dòng Elantra này là mẫu xe ở phân khúc là hạng C, sedan quý anh chị. Có số chỗ ngồi là 5 chỗ, bao gồm là 2 vị trí ở phía hàng ghế thứ nhất và 3 vị trí ở hàng ghế thứ sau. Elantra thế hệ mới thì nó sẽ được thay đổi rất nhiều về kiểu dáng bên ngoài lẫn cái không gian thất bên trong, và cải tiến cả luôn về động cơ luôn quý anh chị. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người rất là chi tiết về mẫu Elantra này ha. Đối với Elantra phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn này á, nó sẽ được trang bị là phần lưới tản nhiệt dạng các hình thang ha, các hình thang và xếp chồng lên nhau. Và phần lưới tản nhiệt này thì nó sẽ là phần lưới tản nhiệt nhựa, nó sẽ không có được mạ bóng như là các dòng Elantra 1.6 AT đặc biệt hay là 2.0 là bản Enline. Phần lưới tản nhiệt nó sẽ đính liền với cái phần cụm đèn chiếu sáng luôn, tạo ra một cái không gian cỡ lớn cho thiết kế cái xe mình được ngầu hơn ha. Đối với dòng Elantra phiên bản AT tiêu chuẩn này á, thì nó sẽ có cái phần đèn định vị ban ngày thì nó sẽ nằm dưới này luôn quý anh chị. Khi mình hạ phanh tay xuống thì cái đèn này sẽ sáng này. Nó sẽ không cái đèn chỗ này thì nó sẽ không phải là đèn định vị ha. Đối với bản tiêu chuẩn sẽ không phải là đèn định vị, và đèn ở chỗ này sẽ là đèn dạng halogen reflector, halogen reflector. Phần cản trước của Elantra thì thiết kế rất là thể thao, nhìn rất là góc cạnh quý anh chị. Nắp capo thì nó sẽ có hai cái phần đường gân nè, hai cái phần đường gân nó dập nổi lên và chạy dài ra tới tận phía sau luôn. Nhìn cái xe mình nó rất là cơ bắp và cứng cáp ha. Logo Hyundai thì sẽ được nặng ở phần trên của cái phần đầu xe này. Về phần bên hông xe quý anh chị thì kích thước của Elantra đã được thay đổi rất nhiều, từ chiều dài, chiều rộng và cái chiều dài cơ sở. Riêng có phần chiều cao nó sẽ thấp hơn một tí do thiết kế của nó là dạng fastback.
Đối với chiều dài cũng đã tăng so với thế hệ cũ, chiều rộng cũng tăng khoảng sáng gầm thì nó sẽ giữ nguyên ha, chiều dài cơ sở nó cũng đã tăng. Ở phần bên hông xe thì anh chị có thể nhìn thấy là phần bánh mâm. Đối với bánh mâm của dòng Melincha bản tiêu chuẩn, nó sẽ là bánh mâm dạng có kích thước là 15 inch anh chị. 15 inch, và trên này nó sẽ hiển thị cảm biến áp suất lốp luôn nha. Nó sẽ gắn cho từng bánh và hiển thị ở từng bánh luôn. Và cái mâm này thì nó sẽ là mâm đơn sắt ha, nó sẽ được sơn màu bạc. Về hệ thống phanh á, thì đối với dòng Melincha này, phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa hết ha quý anh chị. Về hệ thống treo thì treo phía trước sẽ là dạng treo độc lập McPherson, còn phía sau sẽ là dạng treo phụ thuộc á. Đối với mẫu Melincha này thì bản tiêu chuẩn thì sẽ không có được trang bị là gạt mưa tự động. Tuy nhiên dòng Melincha này vẫn được trang bị là cảm biến đèn tự động ha, tự động bật tắt khi mà anh chị đi vào vùng tối. Gương thì đối với Melincha sẽ là gương gập điện ha anh chị. Gương gập điện và có sẽ tích hợp đèn báo rẽ đây. Tay nắm cửa Melincha sẽ được là cùng màu với xe và có nút mở khóa một chạm. Mọi người có thể nhìn xa một tí là về tổng thể cái mẫu Hyundai Melincha này. Về phần bên hông nó sẽ có các đường gân dập nổi. Đây là thiết kế theo ngôn ngữ parametric ha, dynamic. Thì đối với ngôn ngữ này á, là nó sẽ tạo hình các dạng hình thang, hình thang, và nó sẽ dập nổi trên cái phần mà bên hông của xe nè. Thứ nhất là tăng thêm cái sự cơ bắp dành cho xe của mình, thứ hai nữa là tăng thêm cái độ cứng ha. Và đối với các dòng xe Hyundai hầu như chất liệu tôn hay là chất liệu thép đều đảm bảo về cái tính năng an toàn, được các tổ chức quốc tế công nhận như là tổ chức IHS ha. Và dòng Melincha thế hệ mới này sẽ được trang bị tính năng là đề nổ từ xa quý vị. Đây nè, đây tính năng horn, đề nổ từ xa sẽ được tích hợp cho dòng Melincha phiên bản tiêu chuẩn luôn nha. Một điểm mà mình thật sự rất muốn chia sẻ đến quý khách hàng khi mà lựa chọn mẫu Melincha này, đó chính là về kiểu dáng. Kiểu dáng của mẫu Melincha mới đã được thay đổi rất nhiều ở phần phía sau này. Bên mình sẽ gọi là thiết kế như thế này, gọi là fastback anh chị, có nghĩa là cái phần nóc này nè, cái phần nóc phía sau này nè, thay vì xuống đây nó cắt và nó sẽ chẻ một đường ngang, chắc này nó sẽ vuốt vuốt từ trên mà sẽ vuốt xuống luôn, làm cho cái xe của mình cảm giác nó rất là trường và khí động học đó, rất là trường với anh chị, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên một cái nhược điểm của nó là sẽ làm cho cái không gian người ngồi hàng ghế sau á, nó sẽ hơi chậm hơn một tí ở cái phần khoảng chiều cao, do cái kiểu dáng này nó đã hạ thấp cái phần trần của xe, thì nếu như tầm khoảng 1m7 trở xuống thì ngồi cũng rất là ok thôi. Tuy nhiên trên 1m7 thì ngồi nó có thể là hơi vướng, có thể đụng đầu. Đối với dòng Melincha này thì nó sẽ được trang bị là cái anten nhận mây cá hả quý anh chị. Đây là một tính năng cốp thông minh anh chị, sẽ được trang bị cho dòng Melincha phiên bản tiêu chuẩn. Tính năng này thì trước giờ cũng đã xuất hiện trên nhiều dòng xe của Hyundai rồi, thì mình cũng sẽ giới thiệu lại thôi. Xe sẽ được trang bị là phần sấy gương phía sau nè, có đèn phanh trên cao ở đây. Đèn hậu phía sau thì nó sẽ là dạng đèn halogen nha quý anh chị, chỉ là halogen thôi. Đối với dòng đặc biệt á, đặc biệt hay là dòng cao cấp thì sẽ được trang bị là đèn led ha. Ở phía sau dòng Melincha phiên bản tiêu chuẩn nó vẫn được trang bị là cái camera lùi nè. Ở phía sau bố trí ở đây, logo sẽ đặt ở phía dưới ha. Đây là cái nút mà anh chị có thể mở cái phần cốp của mình lên, nhấn vào đây. Thế hệ trước thì cái phần mở cốp anh chị nhấn vào logo của Hyundai nha, còn này thì anh chị nhấn vào đây. Và có dòng chữ Melincha nổi bật ở đây. Ở phía dưới của phần cản anh chị thấy là có rất nhiều kiểu dáng thiết kế dạng góc cạnh, tăng thêm cái sự khỏe khoắn dành cho xe của mình ha. Thì đối với dòng đặc biệt hay là dòng cao cấp thì phần này sẽ được mạ chrome đen bóng, còn đối với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ là phần nhựa ha. Cốp ở phía xa, phía trong này thì nó rất là rộng, thì thể tích khoang cốp nó tầm khoảng là 400 lít. Thì khoang cốp ở phía trong này rất là rộng anh chị có thể để đồ một cách rất là thoải mái, tại vì đây là phân khúc hạng C, thành ra về cái chiều dài cốp thì nó khá là rộng rồi. Anh chị mình rất là an tâm trong vấn đề mình có thể để rất nhiều hành lý rồi ha. Có một điểm hơi đáng tiếc là đối với dòng Melincha phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái đường lai nối dài từ đèn bên trái qua đèn bên phải anh chị, và nó chỉ có cái cụm đèn ở đèn hậu phía sau thôi. Còn từ bản đặc biệt trở lên là nó sẽ có cái đường lai ha, cái đường chiếu sáng này nè, nó sẽ nối từ đèn hậu bên này
sang đèn hậu bên này. Nhìn rất là nổi bật và sắc sảo cho xe của mình. Tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn, thành ra là về option thì nó sẽ trang bị ít hơn so với phiên bản đặc biệt, cũng là điều đương nhiên em quý anh chị. Về mức tiêu hao nhiên liệu anh chị, thì đối với dòng Elantra phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là khoảng 7 lít trên 100 cây. Đây là nó sẽ tính cho cái đường hỗn hợp ha. Elantra này thì nó sẽ sử dụng động cơ là 1.6 lít hút khí tự nhiên. Rồi, tiếp sau đây mình mời quý anh chị vào bên trong nội thất của dòng Elantra phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại thì Kiệt đang ngồi bên trong hàng ghế thứ hai của Elantra phiên bản tiêu chuẩn ha. Thì đối với dòng tiêu chuẩn này, chất liệu ghế của nó sẽ là dạng ghế nỉ. Thưa quý anh chị. Và đối với dòng Elantra này thì do là kiểu dáng fastback, thành ra là khi mà đối với mình thì có chiều cao cũng tương đối, thành ra là ngồi vào thì nó có thể gần chạm cái phần đầu. Nhưng mà về khoảng chống chân thì anh chị rất là an tâm, dư sức. Do này là phân khúc hạng C, thành ra khoảng chống chân thì rất là thoải mái. Phía sau sẽ được trang bị là cửa gió hàng ghế sau nè. Và bên mình, chương trình khuyến mãi bên mình thì có tặng là phụ kiện anh chị. Nếu như anh chị không có thích cái camera hành trình thì thay vào đó mình sẽ tặng cho anh chị là cái chất liệu ghế ha, bọc lại toàn bộ ghế da cho mình luôn đó, để giúp cho xe của mình nó được đẹp hơn, sạch sẽ hơn nữa. Mình đang ngồi bên trong nội thất của hàng ghế thứ nhất hay mọi người. Đối với bên trong nội thất của Elantra thế hệ mới thì cái cảm nhận đầu tiên á, là hầu như mọi thứ nó đều tập trung về người lái cả. Ngay cả màn hình nó cũng bo bo về người lái một tí. Rồi có thêm một cái miếng trắng này nữa, nó cũng tạo ra cái sự riêng biệt dành cho người ngồi ở vị trí tài xế. Và chỗ này cũng có phần tay vịn ở đây, thì có thể là do để cho người ngồi bên ghế phụ ha, vịn vào phần này đó. Hay là đôi khi mình rip xe mình có thể mình vịn vào đây. Cái này nó vui thôi nha, chứ anh chị cũng hạn chế rip xe để tránh hư hỏng xe của mình. Đối với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ được trang bị là cái phần vô lăng này, nó sẽ có thiết kế giống như của Tucson. Khá giống như của Tucson ha, đều là dạng bốn chấu đây, hai chấu bên này, hai chấu bên này. Xe này, hồi nãy mình có chia sẻ là cái phần đèn này nó sẽ là đèn tự động này. Màn hình ở phía trước vị trí của tài xế anh chị sẽ là màn hình hai bên này là dạng cơ ha. Còn ở đây sẽ là màn hình điện tử nè. Và ở màn hình điện tử này thì nó cũng sẽ rất nhiều cái thông tin, giống màn hình này giống như của dòng Accent anh chị. Nó sẽ chứa rất là nhiều thông tin như là về app Club nè, nó Time Resource nè, hay là các thông số để cho mình có thể xem một cách trực quan ha. Còn chỗ này thì nó sẽ thiết kế dòng tua, dòng tốc độ xe thì ngay giữa, dòng tua sẽ bên này, nhìn kiểu dáng rất là thể thao anh chị. Vô lăng thì đối với bản bay sẽ là vô lăng nhựa ha, vô lăng nhựa. Tuy nhiên đối với mình thì nhựa hay là da thì mình thấy là hầu như anh chị mua về anh chị được bọc vô lăng là hết. Ở màn hình trung tâm anh chị thì nó sẽ được trang bị màn hình có kích thước là 10.25 inch. Thì ở màn hình này nó sẽ là màn hình đa nhiệm ha. Đa nhiệm, anh chị có thể vừa coi bản đồ nè, vừa nghe được nhạc nè, vừa xem được cái la bàn nè. Thì đối với dòng bản đồ này nó vẫn được trang bị các tùy chọn kết nối như Bluetooth nè, Android Auto hay là Apple CarPlay ha. Rồi ở dưới này thì nó sẽ có phần điều hòa cơ. Điều hòa này thì nó sẽ chỉnh cơ thôi. Cần số thì nó sẽ được thiết kế dạng giống như là cái cần của bên dòng Creta vậy anh chị. Thiết kế nhìn cầm rất là chắc ha. Thì đối với dòng xe Elantra này sẽ được trang bị tùy chọn là 3 chế độ lái nha quý anh chị, bao gồm là Normal, Eco, Sport. Ở dưới này nó sẽ có một cái cam nè, để cho anh chị quan sát phía sau. Đây, thì cam này anh chị nhìn lên nè, nhìn rất là rõ anh chị, rất là rõ ha. Và khi mà mình đi vào số lùi á, là nó hiển thị cả góc đánh lái cho mình luôn, để cho anh chị mình đánh lái cho nó an toàn hơn và dễ quan sát hơn. Dòng Elantra này sẽ được trang bị phanh tay thôi, phanh tay dạng cơ hiểu quý anh chị. Đây, và một cái ngôn ngữ thiết kế bên trong nội thất của dòng Elantra này quý anh chị, bên trong ha là dạng streamliner, là các đường dòng chảy. Thì anh chị thấy là các đường nổi đây nè, đường nổi đây nó cứ dài từ đây qua đây và tận bên kia luôn, làm cho cái không gian xe của mình nó mượt hơn khá là nhiều đó. Và cái kiểu dáng này mình cũng thật sự rất là thích, nhìn nó rất là mang một cái hơi hướng gì đó, nó cổ điển nhưng mà nó nhìn vẫn rất là đẹp. Rồi tiếp sau đây mình sẽ mời anh chị ra bên ngoài và nói về một tí về vận hành của xe nha.
Nói một tí về vận hành anh chị, thì mẫu Elantra này sẽ được trang bị động cơ là Smartstream ha, có dung tích là 1.6 lít, đi kèm với đó là hộp số tự động có cấp là 6AT. Công suất sản sinh nó tầm khoảng là 128 mã lực. Và đi kèm với đó là mô men xoắn đạt mô men xoắn cực đại là 155 Nm ha. Cái mức tiêu hao nhiên liệu thì trước đó mình cũng trình bày là khoảng 7 lít cho 100 cây tính cho đường hỗn hợp. Và đối với dòng Elantra này sẽ được trang bị tùy chọn 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal, Sport. Đó. Về an toàn thì mẫu Elantra này hầu như được trang bị tất cả những an toàn chủ động cơ bản của dòng xe Hyundai như là ABS, EBD, HAC, ESC. Và túi khí sẽ được tùy chọn là 2 túi khí ha. Và sẽ có camera lùi ở phía sau ha. Đối với dòng này nó sẽ không có trang bị cả miếng lùi. Và về chính sách bảo hành thì mẫu Elantra này sẽ được bảo hành là 5 năm hoặc là 100.000 cây, tùy điều kiện nào đến trước hay quý anh chị. Hiện tại thì đại lý mình đang có xe tại đại lý, thì anh chị có muốn xem xe, lái thử các dòng xe thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình sẽ để phía dưới góc màn hình để anh chị có thể tiện theo dõi. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý anh chị trong thời gian tiếp theo. Xin chào.